Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 308 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Sau khi chúng ta vừa trải qua hai tập truyện 306 và 307, thì tập truyện ngày hôm nay vẫn tiếp tục là những cái câu chuyện còn lại Duy được kể lại từ một chị gái quê ở Kiên Giang và hiện tại đang sinh sống tại Trung Quốc. Những câu chuyện ngày hôm nay á, thì nó có liên quan tới cái sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của chị. Câu chuyện là như thế này. Chị gái này thì bây giờ cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, nhưng mà cái chuyện tình trường của chị á, nó cũng gian nan trắc trở dữ lắm. Tại vì hiện tại chị cũng đã có tới 3 đời chồng rồi. Như đã kể ở cái tập chuyện trước á, thì từ cái hồi năm 2004 chị cũng đã có chồng và đã có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Tuy nhiên hai vợ chồng ở với nhau không có được lâu. Cuối cùng á, thì chị cùng với anh đã ly dị với nhau. Hai đứa con này thì bên chồng bắt giữ hay sao đó thì chị không có đề cập tới. Bởi vậy, sau cái khoảng thời gian đó, khi mà hai vợ chồng ly dị rồi á, chị cũng ở nhà má của chị, rồi đi làm kiếm tiền nuôi bản thân của mình, là chị đi làm cái công việc bảo hiểm ở Rạch Giá. Chị gặp những câu chuyện tâm linh kể tập chuyện trước đó mọi người. Rồi bẵng đi tầm khoảng một thời gian, cho tới năm 2012 á, thì chị có quen một cái anh đó. Ảnh cũng đã rất lớn tuổi rồi. Ảnh tên là Quân, ảnh là người Việt kiều Úc. Ảnh thì thường xuyên đi về Việt Nam, nhà cũng khá giả dữ lắm. Tại vì tiền cất nhà, tiền cho gia đình toàn là ảnh gửi về không hà. Hai người quen nhau khoảng thời gian thì cũng tiến tới hôn nhân luôn. Cưới xong, chị cũng có bầu. Và cái bầu này chị mang song thai, đứa trai, đứa gái. Do là mang cái thai đôi mà, bởi vậy cái bụng của chị cũng khá là to luôn đó. Chị nhớ không lầm, trước khi mà chị đi sanh tầm khoảng một tháng trời, tự nhiên chị có đi coi bói. Đi tới nhà của một cái bà thầy á, lúc đó chị không hề nói chị mang song thai đâu. Tự nhiên bà thầy bả nhìn vô cái bụng của chị á, cái bà thầy mới nói là: "Tao thấy mày có mang hai đứa con nít nha." "Đúng thiệt, chị sanh đôi mà." Chưa hết đâu, một hồi sau, cái người thầy này còn nói tiếp á: "Tao thấy sau khi mà mày đẻ ra rồi á, bên nhà chồng của mày, người ta muốn bắt đi một đứa đó nha, người ta không có cho mày nuôi đâu. Với lại á, mày với bên chồng của mày á, không có thuận thảo gì đâu, người ta không có ưa mày." Không biết ngày hôm đó mục đích của chị đi coi bói là làm cái gì. Tuy nhiên sau khi mà nghe những cái lời của bà thầy bói này phán thì chị không có tin. Chị mới nói trong bụng: "Ủa, con của tôi đẻ ra mà mắc cái gì bắt con tôi chứ, làm gì có chuyện đó, thôi không có tin." Rồi cũng đi về. Tầm khoảng tháng sau bắt đầu, cái bụng của chị đau quằn quại luôn. Chỉ cần có dấu sanh xíu thôi là vô trong phòng mổ chứ không có đẻ. Cái đợt đó chị đi sanh, chị nằm trong bệnh viện nào thì chị không có đề cập tới. Tuy nhiên chị nói trong suốt 7 ngày chị nằm trong bệnh viện, hầu như ngày nào cũng bị nhét hết trơn, sợ gần chết vậy đó. Tại vì sau khi bắt em bé về rồi á, do là hai đứa con mà, bởi vậy chị nằm bên cái giường này cùng với cái đứa bé gái, còn cái giường bên kia mình ôm bé trai nằm ở bển hà. Do má của chị cũng lớn tuổi rồi, đâu có đi thăm nom gì được, chỉ có những đứa cháu của chị vô trong đây nè thăm nom chị thôi à. Còn cái anh chồng của chị á, không biết là ảnh đã về nước hay chưa thì chị không có đề cập tới luôn, không nghe nói tới ảnh. Cũng hên là hai đứa con của chị nó ngoan, nó không có khóc đêm gì hết trơn á, mà cứ mỗi đêm nằm ngủ đựng xíu thôi. Chị thấy y chang như làm cái hồn của mình xuất ra vậy đó. Hai cái tay phải tay trái, một tay là một người nam một người nữ, nắm tay của chị giật đi vậy nè. Mà hai người đó trạc tuổi của chị vậy đó, cứ kêu: "Ê, đi chơi tao đi, ra ngoài này nè, chơi với tao vui lắm, đi nè." Chị nói cái cảm giác mà người ta kéo chị đi á, nó y như thiệt luôn. Nhưng mà chị không có đi, tại vì người ta kéo chị á, toàn là bay không à. Bay một hồi, bay tới nguyên cái chợ mã. Mã kiểu như là mã trong xóm của người dân, mã lạng vậy đó. Vô đó cái chị thấy là giữa cái chợ mã này, nó có một cái sân khấu tối hù tối mịt à. Mà trên sân khấu rất là nhiều người, già trẻ lớn bé ai cũng có đủ hết. Nhưng mà những người này á, không phải đầu người, mình người mà toàn đầu thú không à. Đầu dê, đầu heo, đầu chó, đủ hết trơn vậy đó. Cũng đứng trên đó hát hò, nhưng mà chị không nghe người ta hát cái gì thôi. Hát cái tiếng rất là lạ. Nói chung cảnh tượng đó nó rất là sùm luôn, tại vì quá là nhiều người. Chị rất là sợ, nhưng mà không biết làm sao để mà thoát khỏi giấc mơ hết trơn á. Mỗi lần vậy đó, nhờ hai cái đứa con của chị nó khóc ré lên á,
thì chị mới giật mình thức dậy. Hầu như 7 ngày là ngày nào cũng vậy hết luôn. Cho tới 7 ngày sau thì cũng có một cái đứa em trong xóm của chị á, cái nhỏ đó mới kể lại cho chị nghe là trời ơi, em cũng nằm trong bệnh viện đó hồi đợt em đi sanh đó, mà mình sanh mổ mà nó đau dữ lắm luôn, chỉ cần di chuyển một chút thôi á, nó đau như là cắt da cắt thịt của mình vậy đó. Mà cứ hễ đêm nào cũng vậy hết chị ơi, nằm ngủ thôi là có cái bà đó bà về bà kéo, bà kéo làm sao mà em mở mắt em thức dậy á là em thấy em nằm dưới gạch rồi. Tại vì đang ngủ ngon gì nè, cái bà nắm tay bà giật dậy, bà kêu chỗ của tao, trả chỗ tao, thức dậy đi mày, đi chỗ khác đi mày. Cứ đuổi dậy hoài đó, bởi vậy sanh đáng lẽ ở tầm khoảng cả tuần lễ. Nhưng mà cái chị đó đó, nằm đâu khoảng có vài ngày à, cũng trốn bệnh viện rồi về luôn, không dám ở luôn á. Cũng không biết là cái mối quan hệ giữa chị với lại bên gia đình chồng của chị hồi lúc cưới về á, có được thuận thảo tốt đẹp với nhau hay không thì không có nghe chị đề cập tới. Nhưng mà kể từ cái hồi mà chị sanh đẻ tới khi mà chị mang em bé về nhà má chị rồi đó nghe, thì hình như là người ta cũng không có qua đây thăm nom, thăm cháu nội gì hết trơn á. Chắc có lẽ là không có ưa ích gì nhau. Rồi thêm cái anh chồng của chị, cũng do ảnh là người Việt kiều Úc mà, ảnh định cư ở bển rồi, quen nhau lặng vậy, có con rồi, nhưng mà kiểu như chị chưa có làm đủ cái hồ sơ để mà về bển ở với ảnh, bởi vậy ảnh ở bển, lâu lâu ảnh mới về thăm chị. Còn riêng bản thân của chị, sau khi mà sanh hai đứa con xong rồi á, chị cũng mang hai đứa này về nhà má của chị, nằm ở cử ở bển. Một thời gian ngắn sau, cái má của chị cũng già cũng yếu, đổ bệnh rồi mất luôn. Thế như vậy thì chị không có nuôi nổi hai đứa nhỏ này. Tại vì nhà anh em cũng đông, nhiều người người ta cũng đi làm lo gia đình người ta hết trơn rồi, rồi cháu con cũng nhiều nữa. Bởi vậy chị mới nói với anh chồng của chị nói vậy đó, thôi tôi không nuôi nổi đâu. Ảnh nghe xong thì ảnh cũng hiểu, bởi vậy ảnh có đi về. Rồi ảnh nói với phía bên nhà của ảnh á, ảnh nhờ cái bà chị dâu của ảnh bắt cái đứa con trai của chị đi để mà nuôi giùm. Chị cũng đồng ý luôn, tại vì chị nuôi đâu có nổi đâu, hai vợ chồng của mình á thì đâu có đủ điều kiện nuôi, ảnh nó bển hoài à. Thế là chị giao cái đứa con trai của chị cho cái bà chị dâu bên chồng, còn đứa con gái thì chị lo chị nuôi cho nó. Nhưng mà lạ một cái là kể từ khi chị giao cái đứa con trai này cho bên nhà chồng của chị nuôi đó, thì hình như người ta ghét chị mà ghét ra mặt luôn. Tại vì mỗi lần mà chị nhớ con định là về bên nhà chồng bển để mà thăm á, thì người ta không cho luôn, không cho vô nhà để mà thăm con, kiểu như là người ta xua đuổi chị luôn vậy đó, không có công nhận chị là con dâu. Tại vì cái lúc mà hai vợ chồng cưới nhau á, chưa có làm hôn thú, chưa đăng ký kết hôn gì hết. Cho tới sau này khi mà hai người chia tay rồi đó, thì chị mới biết ra rằng tại sao mà vợ chồng của chị vẫn chưa đăng ký kết hôn á, là tại vì ảnh không có chịu. Tại sao ảnh không chịu? Đó chính là phía bên gia đình của ảnh á, cản, không có cho ảnh lấy chị. Tại vì kiểu như người ta ghét, người ta không có muốn cho con của mình lấy một cái người con gái như chị. Bởi vậy chị nói cái anh này á, thời điểm mà chị quen ảnh á, ảnh rất là hiền, mặc dù ảnh là Việt kiều nhưng mà không phải ảnh khoe khoang hay là phách lối gì hết trơn á, nói chung rất là bình dân luôn. Thương chị thì chị mới thương người ta lại, nhưng mà bên gia đình á, cấm cản, không có cho ảnh quen thì biết làm sao. Sau khi mà chị mang thai rồi chị có con á, hình như là ảnh đang dính một cái loại bùa ngải gì của bên nhà của ảnh á, người ta cố tình làm cho ảnh để mà ảnh ghét chị, ảnh không có tới lui thăm nom chị nữa, rồi cuối cùng là hai người chia tay với nhau luôn. Thành ra là trong cái khoảng thời gian chị sanh nở rồi chị mang con chị về nhà nuôi đó, ảnh đâu có kề cận bên cạnh chị đâu, toàn là anh em trong nhà lo cho chị không đó. Rồi vậy là cái khoảng thời gian đó chị cũng không có định hình được cái cuộc sống của mình sau này nó sẽ ra sao, nó sẽ đi về đâu nữa thiệt. Tại vì có chồng mà không thấy có tương lai. Tự nhiên cho tới một ngày, ngày hôm đó chị đang chạy xe ngoài đường á, không biết đi đâu. Chị chạy cái chiếc xe tay ga, chiếc xe AB đó. Chiếc xe này á là của cái người em trai của chị. Đang chạy vậy nè, thì một hồi nữa phía ngược lại cũng có một cái ông đó, ổng cũng chạy chiếc xe AB giống chị luôn. Chạy làm sao thì hai người có da quẹt với nhau, làm cái rầm gì nè. Dựng cái xe vậy á thì chị cũng bị trầy, mà cái ông đó cũng bị trầy. Tuy nhiên khi mà nhìn lại cái giò của mình á thì chị thấy là không có trầy nhiều, không sao hết. Vậy đó cũng không làm khó người ta, cho ổng đi đi. Tại vì ổng cũng bị thương, mà kiểu ổng cũng lớn tuổi rồi, không có làm khó, không làm tiền gì hết. Trước khi mà cái chú đó ổng chạy đi á, ổng cũng xin lỗi chị vô lắm luôn, rồi cảm ơn cái ổng mới đi. Một hồi sau chị nhìn lại cái giò của chị á thì chị thấy là nó trầy ngay tại cái đầu gối với lại cái mu bàn chân của chị. Nhưng mà trầy không có gì hết, không có gớm máu luôn mà, một hai cái vết chày thôi hà. Rồi thôi, chị cũng đi công chuyện, cái bắt đầu chị về nhà. Mới có về nhà thôi thì cái vết thương ở cái đầu gối không có sao. Tuy nhiên cái vết thương ở cái mu bàn chân của chị á, tự nhiên chị cảm thấy nó đau.
nó đau xong rồi cái bắt đầu nó sưng, từ từ nó sưng, nó phì, nó làm mủ lên vậy nè, giống như là ở đó có một cái làm độc ở đó vậy đó, chứ không phải là bị trầy bình thường đâu. Lúc này chị cùng với cả nhà ai cũng thấy lạ hết, nói sao kỳ vậy trời, cái giò bị trầy mà, chứ đâu phải mình đạp phải gai hay là đụng bắt cái gì độc đâu. Tại sao bây giờ nó sưng lên, nó sưng phù nguyên cục vậy nè ha. Cũng mua thuốc đắp này nọ vô, cũng uống thuốc này nọ. Tới sáng hôm sau á, cái nó nổi mủ, kiểu như là nhìn nó phì lên, nó bóng lưỡng vậy nè. Nhìn nó trong đó là có thể mủ trắng luôn đó. Mình mà ghim mình chích vô cái là nó chảy mủ ra liền, nó kỳ cục vậy đó. Rồi cũng đi khám bác sĩ, người ta cho uống thuốc vô, người ta nói uống đi, về nhà nó sẽ lặn. Nhưng mà nó cũng hổng lặn, hổng xẹp gì hết trơn á. Rồi cũng ráng ở nhà chịu trận thêm vài bữa nữa. Tự nhiên á, cái vết thương này nè, nó đã làm mủ sẵn rồi ha. Cái nó bể ra, mà nó càng bể ra là nó càng tày quầy, nó càng đau đớn, nó tanh hôi hơn nữa. Lúc đó là cả nhà bắt đầu sợ rồi, thấy không ổn. Tại vì cứ tưởng một cái vết thương nhỏ, đâu có ngờ nó lan rộng ra tới như vậy. Sau khi mà nó làm tày quầy ra xong rồi đó, bắt đầu nó tím. Nó tím, nó bầm từ 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 cái bàn giò của chị, nó lan lên cho tới cái bắp chuối của chị luôn. Từ cái bắp chuối á, nó sưng bự, nó sưng chù dù luôn, chị không đi đứng gì được hết trơn á. Thấy như vậy á, thì chị mới nói với người em trai của chị á, qua bữa sau á, mày chở tao đi lên bệnh viện tao coi thử còn sao. Chứ mà cứ để cái giò vậy hoài á, mai mốt á, nó hoại tử luôn, rồi chặt bỏ cái giò luôn. Thì thôi, hai chị em cũng ráng ngủ đêm đó. Qua tới sáng hôm sau á, em của chị cũng chở chị lên bệnh viện coi làm sao. Tới sáng ngủ thức dậy rồi á, thì mới thấy là cái vết thương này nó lan lên tới cái bắp đùi của chị luôn rồi. Cái giò của chị không thể nào mà nhấc lên được hết trơn á, nó nhức cực kỳ. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng phải ráng lết lên tới trên bệnh viện coi thử của mình bị cái gì, chứ ở nhà hoài hổng có ổn. Vậy đó, rồi chị cứ đi cà nhắc vậy nè. Em của chị mới chở chị ngồi sau, em chị ngồi đằng trước. Chị ngồi mà thiếu điều á, muốn rã cái giò ra vậy đó, nó rất là nhức, chịu không nổi. Lúc mà hai chị em chạy xe trên đường á, do cái đường nó cũng xốc, nó dằn quá, bởi vậy cái giò của chị đau thì chịu không nổi. Mà giờ đó cũng trưa nắng nữa. Thôi, thế vậy á, em chị mới kêu là bây giờ tấp vô cái quán cà phê đi, ngồi đỡ ngồi cho đỡ đau thì đi tiếp, chứ bạn vậy á, chịu không có nổi đâu. Nói như vậy thì chị cũng chịu. Rồi hai chị em mới tấp vô một cái quán cà phê giỏng cặp đường lộ vậy nè. Vô trong đó giữa trưa nắng mà ngồi kêu nước ra uống. Uống vậy thôi chứ chị không có cảm giác, uống không nổi gì hết á. Khi mà chị ngồi xuống cái ghế, do cái giò của chị đau quá đi, bởi vậy một cái giò để dưới đất, một cái giò thì phải kê lên ghế vậy nè, không có để cho nó co là gì hết trơn á. Em của chị thì ngồi kế bên. Lúc mà hai chị em đang ngồi uống nước á, thì chị nhìn bên cái phía đối diện là một cái bàn xéo xéo trong cái quán này nè. Chị thấy cũng có cái ông đó, cũng lớn tuổi rồi, ổng cũng đang ngồi mà không có uống nước. Ổng ngồi vậy đó, cái ổng mới nhìn, ổng cứ liếc liếc qua cái chỗ của hai chị em chị ngồi quầy à, mà ổng không có nói chuyện gì hết trơn á. Lúc đó thì chị cũng ngại, chị nói ủa cái ông nội này làm gì mà nhìn mình hoài vậy trời, chị đâu có biết ổng là ai đâu. Một hồi sau á, chị thấy là ổng cứ nhìn vô cái vết thương của chị hoài à, nhìn chằm chằm vô cái giò của chị vậy nè. Cái ổng mới ngoắt cái người em trai của chị lại, ổng mới nói ê, bây giờ mày xách xe, mày chạy lại cái tiệm tạp hóa, mày mua cho tao 9 cái quả trứng gà đi, mày mua đem về đây, rồi tao dẫn hai đứa bay á, đi tới cái nhà của tao, tao làm cho. Giờ nói chung á thì cũng hết cách rồi, nghe ổng nói vậy thì chị cũng ngầm biết được, chắc có thể đây là thầy là bà gì rồi nè. Thôi, thì cũng nghe lời, kêu em của chị á, xách xe mua 9 cái trứng hộp gà đi, đem về rồi nhờ ổng làm giùm có được hay không. Cho tới khi mà em của chị mua xong rồi á, thì ảnh mới chở chị đi về cái am của ông thầy này, cũng gần chỗ đó luôn, cũng nhỏ xíu à. Vô trong đó thì không có lăn hột gà gì hết, ông thầy chỉ là đọc một cái bài chú gì đó, làm bùa làm phép vô chính cái trứng hột gà này, rồi mới đưa cho chị, nói là bây giờ á, đi về nhà đi, khỏi có đi bệnh viện gì hết trơn á, đem về nhà mỗi ngày luộc 3 trứng rồi lăn, lăn ngay tại cái vết thương này nè, lăn hoài tầm khoảng nửa tiếng gì đó, rồi cất đi, hoặc là có thể đập ra cũng được nữa. Chỉ vậy thôi đó, không có lấy tiền lấy bạc gì hết. Hai người cũng đi về, chở chị đi về á, mỗi ngày chị cũng làm đúng như lời của thầy. Chị cũng luộc, rồi chị lăn một ngày 3 trứng vậy đó, rất là hên luôn. Chỉ sau có 3 ngày thôi, cái vết thương này của chị á, nó khô từ từ, nó gom, nó xẹp lại là hết đau luôn. Không có còn những cái hiện tượng sưng mủ như mấy ngày trước nữa. Sau mấy ngày hôm đó, thấy tình hình của mình cũng đã ổn ổn rồi, đi đứng được rồi đó. Chị mới kêu em trai của chị á, một lần nữa mày chở tao xuống cái am của ông thầy đi, để mà trả ơn cho ổng, chứ ổng hay quá trời hả mày. Xuống tới đó thì cũng thấy ông thầy,
Ông thầy cũng không lấy tiền lấy bạc gì hết, chỉ nói là bây giờ mày có muốn làm lợi không? Mày làm lợi nó thì tao làm cho. Tại vì phía bên đó người ta đang muốn cho mày á, mày bị làm mũ nè, mày bị liệt cái giò, mày nằm ở đó mày không có đi bắt con của mày về được. Người ta muốn chiếm luôn cái đứa con trai của mày rồi. Lúc đó thầy chị cũng phân vân suy nghĩ dữ lắm. Thôi, thấy bà cái chuyện bùa ngải sợ quá à. Người ta làm mình thì được, nhưng mà mình không có gan làm lại người ta. Cuối cùng thì chị không có làm. Rồi thôi, mặc dầu thầy không lấy tiền, nhưng mà chị cũng mua nhang đèn trái cây á, để trong cái am của thầy. Chị cũng đi về. Và kể từ cái lần đó xuống cái am của thầy, chị cũng mất liên lạc với thầy luôn. Đâu có xin số điện thoại gì đâu. Lâu lâu sau, chị cũng tới đây chị thăm thầy. Nhưng mà cái am đã đóng cửa rồi, thầy không còn ở đó nữa. Hình như cũng chuyển đi chỗ khác sống hay sao á. Tự nhiên lúc đó chị mới nghiệm lại những cái lời của ông thầy này, ổng nói đúng thiệt rồi. Gia đình bên chồng của chị đâu có ưa chị đâu, bởi vậy người ta muốn tìm cách để mà hại chị, chia rẽ hai vợ chồng của chị. Sau cái ngày hôm đó, khi mà chị lành lặn vết thương lại rồi, cái anh chồng người Việt kiều Úc của chị, ảnh cũng nói lời chia tay với chị luôn. Mà đồng thời là trong khoảng thời gian đó, nhà của chị cũng gặp rất là nhiều những cái điều tai tiếng luôn. Tại vì phía bên nhà chồng của chị, người ta nói ra nói vô về nhà của chị. Người ta cứ nói trời ơi con nhỏ đó, nó ráng nó cặp bồ con của tôi á, để mà hả nó moi móc, nó bòn rút tiền của con tôi. Con tôi Việt kiều Úc mà, ba cái đồ sắm trong nhà của nó toàn là của con tôi mua không đó, chứ phải nhà của nó đâu. Nhiều lần cái người em trai của anh chồng của chị á, qua bên nhà của chị chơi á, nói là chơi thôi chứ có làm gì đâu, toàn đi vòng vòng địa hàng trong cái nhà của chị không à, kiểu như là nói ba cái món đồ nè của anh tôi mua thôi á, chứ đâu phải nhà này có tiền mua đâu, kiểu vậy khi dễ nhà của chị á. Trong khi nhà của chị cũng đâu phải là nghèo khổ gì, anh ba của chị là Việt kiều, những người chị của chị á, người ta cũng đi làm có tiền hết trơn rồi. Nhà của chị là một cái nhà kiểu như là biệt thự á, chứ không phải là nhà dạng dừa đâu. Vậy đó mà người ta cũng nói rất là nhiều những cái điều tiếng xấu về nhà của chị luôn. Tới vài ngày sau thì cái anh chồng của chị anh mới về. Anh mới nói thôi bây giờ á, tôi cũng lớn tuổi rồi, cô coi cô có quen với ai trẻ trẻ tuổi á, cô quen đi, cô đừng có quen với tôi nữa. Với lại tôi với cô cũng chưa có đăng ký kết hôn gì hết trơn á, cô kiếm ai đó cô quen đi, tôi chắc cũng không có lo cho con của cô được nữa đâu. Khi đó nghe như vậy thì chị cũng rất là buồn, dù sao cũng là một cái mối tình, một cái người chung chăn chung gối của mình, đẻ ra hai đứa con này mà. Nhưng thôi, chắc là do quyết định của ảnh rồi, chị cũng đồng ý, ủng hộ ảnh luôn. Hai người chia tay nhau kể từ đó. Rồi sau này chị cũng đi làm khoảng thời gian ở Việt Nam, tới 2017 thì chị qua Trung Quốc chị đi làm, chị gặp cái anh chồng thứ ba hiện tại đang sinh sống với chị đó. Và sau khoảng thời gian đó, mặc dầu cái mối tình giữa chị và cái anh Việt kiều Úc đã chấm dứt rồi, tuy nhiên cái chuyện mà chị bị dính bùa dính ngải từ phía nhà của ảnh hình như nó vẫn chưa có dứt. Tại vì sau này khi mà chị sống bên Trung Quốc á, những cái hiện tượng này nó vẫn còn đeo đẳng chị hoài. Chị đau nhức cực kỳ luôn, tới nỗi mà chị phải tìm về Việt Nam á, chị nhờ thầy để mà giúp đỡ cho chị. Cái câu chuyện đó thì Duy sẽ kể tiếp. Tiếp theo là những cái câu chuyện lạ xảy ra tại cái nhà của má chị. Đây là cái căn nhà mới nhất luôn, được anh ba của chị bên Mỹ ảnh gửi tiền về xây. Một căn nhà rất là khang trang. Tuy nhiên đây cũng là cái xác nhà thứ ba thứ bốn gì rồi. Tại vì hồi nhỏ tới lớn á, nhà chị cũng trải qua rất là nhiều biến cố, mua nhà này rồi bán lại rồi mua nhà kia rất là nhiều. Ở từ cái nhà nghèo cho tới nhà khá tới nhà giàu luôn, nhà nào cũng được ở hết. Nhưng riêng cái nhà này á, thì có quá là nhiều chuyện kỳ lạ nó xảy ra đi. Những cái chuyện đó là như vậy nè. Đầu tiên là những cái chuyện nhỏ nhặt xảy ra sau khi mà chị đẻ con của chị đem về đó. Lúc đó thì má của chị chưa có mất, vẫn còn ở chung cái nhà này. Thì chị nói mỗi lần mà chị tắm rửa cho con của chị xong đó, là cái đứa bé gái còn lại đó ha, chị tắm xong rồi, cái chị mới tha phấn lau mình xong hết trơn, cái chị quấn cái khăn lại để con nằm ngay tại cái bộ giạc ngay nhà sau đó, để nằm đó nó chơi, cái chị mới đi làm công chuyện trong nhà. Mà cứ hễ mỗi lần chị để ý tầm khoảng giờ trưa trưa mà chị tắm cho con chị á, chị bỏ nó nằm mình ên thôi, cái chị mới thấy là nó nhìn lên trần nhà, nó nhìn lên trển, tay nó quơ quạng loạn choạng gì nè, giống như có ai đang chọc giỡn nó vậy đó. Thì một chút xíu sau thôi, cái bắt đầu nó khóc lên, nó la, nó đau điếng gì nè, nó khóc quá trời khóc. Chị ẵm nó lên thì mới thôi, ngày nào cũng vậy hết. Mỗi lần như vậy là chị biết có ai chọc ghẹo con của mình rồi. Tại vì con nít á, nó rất là dễ bị người âm ta quấy phá, có nghĩa là cái nhà chị có người âm. Thường thì mỗi lần vậy, má sẽ kêu thôi, ẵm em ra nhà trước đi, đừng có để nằm ở nhà sau nữa. Cái nhà sau này cũng ghê dữ lắm, tại vì phía ngay sau nhà của chị thôi á, toàn là cây tre cây trúc không à,
rất là bự, bụi nào bụi nấy nha, nó tùm dữ lắm luôn, nó giấu người ta, quỷ không ở trỏng vậy đó, y chang những tập trước mà Duy từng kể. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, nhà người ta cũng mọc lên như nấm, tuy nhiên cái chuyện ma cỏ vẫn còn. Do má của chị con cháu quá đông, bởi vậy thường những cái ngày cuối tuần á, mấy đứa cháu của chị nó về nhà nó ngủ, nó chơi quá trời nhiều. Hồi đó thì về nhà ngủ nhiều lắm, nhưng cỡ này thì ít lắm, tại vì tụi nó bị nhát nhiều quá, tụi nó không có dám về chơi nữa. Kiểu như là mỗi lần tụi nó đi vệ sinh mà cái nhà vệ sinh tuốt phía ngoài sau luôn, đi một lần á nghe, giống như có ai đi theo bình bịch phía sau vậy đó, lạnh ngắt cái lưng. Thành ra mấy đứa này đi là kéo cả dê cả dọc, 4-5 đứa đi chung mới chịu. Nói thì nói vậy nhưng mà hầu như cuối tuần nào cũng về hết, mà về thì rất là sợ ma. Rồi những cái ngày mà chị đi làm, đi thu phí bảo hiểm của người ta đó, thường thì khoảng 1:30 chiều chị sẽ đi. Nhưng mà chị ưa ngủ trưa lắm, ngủ trưa rất là ngon. Nhiều ngày chị ngủ trễ thì chị sẽ nghe từ trong vách tường nhà của chị, ngay phía sau có cái giọng nói của một cái người đàn bà, cứ kêu mà nó kêu lanh lảnh trong tai của chị vậy nè: thức dậy đi, tới giờ đi làm rồi kìa, thức dậy. Vậy đó, chị chới với chị thức dậy luôn. Nhưng mà đâu phải má của chị kêu gì đâu, cái giọng của người lạ dữ lắm. Chị nói chắc là bởi vì xung quanh nhà của chị có quá nhiều âm khí đi, thành ra khi mà chị sống ở đây chị cảm thấy nó hơi mệt mỏi, nó ngột ngạt bức bối kiểu gì Phía sau nhà cũng ghê, xung quanh nhà cũng ghê luôn, toàn đất trống không à. Rồi ở trước nhà của chị cũng vậy, đặc biệt cái con lộ trước nhà của chị có một cây cục điện, mà không hiểu sao từ hồi đó tới bây giờ rất là nhiều những cái vụ tai nạn nó xảy ra ngay tại con đường đó. Tại vì người ta kể là ở cái cây cột điện trước nhà của chị lâu lâu người ta đi chợ sớm, người ta chở rau ra ngoài chợ để bỏ mối, những cái ông tài xế đó ổng sẽ thấy trước nhà của chị có nguyên một cái đoàn người, người ta nắm tay nhau đi qua lộ vậy nè. Nhìn thấy cảnh đó thì người ta mới tránh, mà mỗi lần người ta đánh lái qua chỗ khác thì cái ông tài xế đó sẽ lủi vô nhà của người dân, chắc chắn là chết chứ không sống nổi. Bởi vậy ở phía trước nhà của chị âm khí rất là nhiều, cho nên chị nói có nhiều lần đi thu phí bảo hiểm lẽ ra chạy ngang tới nhà của mình rồi, nhưng mà chị không hề biết là mình đã tới nhà rồi nha. Chị bị người ta dẫn đi khoảng 5-6 cây số luôn, đi tới một con đường nào đó rất là lạ, một hồi sau mới sực nhớ lại, chết cha rồi, mình chạy hút nhà của mình rồi, phải quay ngược lại mới được đó, vậy hoài luôn. Chưa hết đâu, còn có thêm một cái hiện tượng vậy nữa nè. Cái thời điểm đó cháu của chị nó về nhà chơi rất là đông, bởi vậy sau mỗi ngày đồ mà để trong nhà giặt rất là nhiều, cùng nhau để trong một thau vậy nè, rồi khi mà giặt xong cái chia ra đồ của ai nấy phơi. Nhưng phơi thì cũng phơi chung một sào, rất là nhiều những bộ đồ, đồ lớn có, đồ nhỏ, đồ lót cũng có luôn. Cái chỗ phơi đồ của nhà chị thì sẽ phơi ngay tại cái sào đồ gần ngoài cổng nhà luôn, đem ra ngoài đó phơi cho nó có nắng. Nhưng mà không hiểu sao nguyên cả một cái sào đồ chừng mấy chục bộ đồ vậy đó, cứ mỗi ngày chị mở mắt ra định ra lấy đồ thì mới phát hiện mình mất tiêu đồ lót rồi. Những người trong nhà không ai bị mất đồ hết trơn, chỉ riêng mình anh chị mà mất đúng những cái món đồ lót của chị thôi nha. Mới đầu thì chị cứ tưởng đâu là nhà mình có ăn cắp ăn trộm gì nó biến thái rồi nó vô nó lấy ba cái đồ lót của mình không à. Nhưng nghĩ lại thì không phải, tại vì nhà của chị kính cổng cao tường dữ lắm, chiều chiều đâu có ai ra ngoài đâu, khóa cổng lại hết trơn à. Ai mà muốn vô nhà của chị là phải bấm chuông mới mở cửa. Vậy thì ai vô nhà của mình lấy ba cái đồ của mình chứ, mà lấy toàn là đồ của chị không à. Thấy cũng lạ quá đi, cho tới 2-3 bữa sau cũng y chang vậy nữa. Ra lấy đồ thì mới thấy tất cả những cái bộ đồ lót đã mất của chị người ta đã đem rải từ cái chỗ phơi đồ, rải ra tới ngoài cổng của chị, rồi nó lan qua cái phía miếng đất kế bên luôn. Tại vì kế bên nhà của chị phía bên hông có nguyên cái miếng đất trống, cái miếng đất đó của một cái chủ khác nhưng mà người ta chưa có cất nhà lên. Bên đó đó thì cái đất nó thấp hơn nhà của chị, bởi vậy là nước nó cũng trũng ở bển, nó chèm nhẹp ở bển, toàn là lao sậy không à. Lúc đó là chị cũng sợ nha, chị sợ không biết ăn trộm có ý đồ gì, hay là ma cỏ người ta làm cái gì mình hay không ta. Chị cũng hỏi những người lớn vòng vòng thì người ta mới nói cái xóm nhà ở phía sau nhà của chị hướng ngoài ruộng ở đó toàn là người Khmer người ta ở không à. Những người đó đó đa số người ta sẽ đi cầu bằng cầu cá tra, thường người ta đi như vậy người ta sẽ thấy ban đêm có một cái đầu mà toàn dính nguyên cái chùm ruột vậy nè, thì đó là ma lai chứ ở đâu. Hồi đó giờ mình chỉ biết ma lai xuất hiện ở bên Thái, bên Lào, bên Campuchia, đâu có nghĩ rằng cái xóm của mình có ma lai đâu. Người ta nói vậy đó, những người lớn ta kể luôn mà. Rồi người ta còn nói thêm không ấy mày qua mày coi thử cái miếng đất kế bên nhà của mày đi, mày nhìn ở giữa miếng đất này nè, mày thấy có kỳ không? Tại vì
Nguyên cái miếng đất mọc toàn lau sậy không à. Cây tự nhiên ở giữa miếng đất này nó lọt thỏm là một cái vùng. Cái vùng đó nó trũng dữ lắm luôn. Mà những cái cây sậy trong giữa miếng đất này nó bị gãy, nó rợp xuống gì nè. Mọi người hình dung giống như là có tầm khoảng cả chục người, người ta nhảy vô giữa cái đám sậy này để mà vô đó giật lộn rồi ngã lăn tùm lum hết. Bởi vậy nó khiến cho những cái đám sậy này á, nó ngã rạp hết trơn giữa cái đám sậy gì đó. Tự nhiên các chị suy nghĩ, có khi nào giống như là ma quỷ người ta làm cái ổ của người ta ngay giữa cái đám đất đó không ta? Nói chung á, thì sau khi nghe người lớn kể lại, chị cũng nghi nghi chắc đó là do ma lai người ta làm. Tại vì ma lai á, chỉ lấy những cái thứ dơ bẩn vậy thôi hà, đặc biệt là phân của người ta đó. Nhưng bây giờ người ta chỉ lấy ba cái món đồ lót của chị thôi. Tuy nhiên đó chỉ là những cái suy đoán của chị thôi, chứ thực ra đó vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn nha. Tới vài năm sau á, thì nhà của chị cũng đã quyết định bán lại căn nhà này cho một cái người khác. Tại vì có quá là nhiều cái hiện tượng lạ xảy ra, chị cũng không còn ở cái nhà đó nữa. Rồi má của chị cũng mất luôn rồi, thôi thì bán lại cho người khác. Chị thấy là người ta cũng xây lên thêm một cái tầng nữa, không có liên lạc gì, cho nên là chị cũng không biết người ta có còn gặp những cái hiện tượng lạ gì giống như nhà chị từng gặp nữa hay không thôi. Rồi cho tới năm 2017, chị qua Trung Quốc chị đi làm á, thì lúc này chị có lấy chồng bển luôn. Cái anh chồng người Trung Quốc của chị á, thì ảnh cũng ok, dễ thương và cũng quan tâm lo lắng cho chị nhiều lắm. Nhà của ảnh á, thì ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hai vợ chồng sống với nhau được khoảng 2 năm á, thì lúc này có hùng hạp làm ăn với người ta, rồi có mở ra một cái chỗ để mà chứa bài. Nói chung là cái sòng bài đó. Nhưng muốn mở ra sòng bài thì mình cũng cần phải có vốn khá là mạnh mới mở được. Cuối cùng cũng mượn một mớ đó, rồi cộng thêm cái vốn tự thân của mình nữa, hai vợ chồng cũng mở ra cái sòng bài này. Khi mà mở ra đó thì người ta chơi, rồi người ta thiếu tiền, người ta mượn tiền của mình, rồi anh chồng của chị ảnh cũng chơi luôn. Bởi vậy là mở ra có một khoảng thời gian cái bắt đầu bị thâm hụt vốn, không có đủ tiền để mà duy trì cái quán này của mình nữa, thôi thì đóng cửa. Sau đó hai vợ chồng có tiếp tục hùng hợp với một cái người bạn nữa ở Quảng Đông á, qua bên Quảng Đông thuê nguyên cái miếng đất trống để mà nuôi vịt đẻ lấy trứng đi bán. Lúc đó nói chung là vốn không có nhiều, bởi vậy chỉ toàn người trong nhà làm không à. Vợ chồng của chị với thêm một cái cặp vợ chồng của cái anh đó là bạn của chồng chị, chỉ có 4 người làm với nhau thôi. Sau khi mà đem vịt về rồi á, thì cũng chuyển qua Quảng Đông, qua bên đó mướn nguyên một cái miếng đất vậy nè, rất là rộng. Mà xung quanh hầu như là không có nhà cửa gì hết, đồng trống không à. Với lại chị thấy nha, nguyên cái khu mà gần kế bên cái chỗ chị làm cái chòi vịt á, mã mồ không à, toàn là mã đất không vậy đó. Mà hình như cái chỗ này cũng không phải là cái nghĩa trang của người dân gì hết, kiểu như là ai muốn chôn á thì cứ đem đó chôn thôi. Do là muốn tối đa cái chi phí, bởi vậy những cái thức ăn bắp đồ nhỏ đó ha là nhà chị tự làm hết, không có mua thức ăn gì hết trơn á. Cho nên là cái khoảng thời gian đó nói chung là cũng rất là cực đó. Sau khi ổn định hết á, thì có cất nên hai cái chòi. Một cái chòi bự á, thì để cho người ngủ, một cái chòi nhỏ kế bên cho vịt nó ngủ bển. Mà chị nói mặc dầu cái chỗ này không có nhà ai ở hết trơn, toàn là cây cối không gì đó, nhưng mà lâu lâu tầm khoảng 1-2 ngày thôi là sẽ có những cái xe đám tang á, người ta kèn trống in ỏi luôn, ò ý e ỏi e kế bên vậy đó. Chỉ cần nằm ở trống mà nghe vậy thôi là biết bữa nay có người chôn kế bên rồi đó, chôn hoài luôn. Cái lần đầu tiên mà chị bị nhét ở cái chỗ này á, chính là vào một cái buổi chiều tối, tầm khoảng 6-7 giờ tối vậy đó. Khi mà mọi người ăn cơm xong hết trơn rồi, mọi người đi ra ngoài rồi á, chỉ còn có mình ơn chị ở trong cái chòi này thôi. Chị mới xách cái mâm chén ra phía sau á, để mà chị rửa. Thì ngay phía sau cái chòi của chị là nguyên một cái hàng cây bạch đàn vậy nè, rất là bự luôn. Mà chị nói không hiểu sao bữa đó không có gió mái gì hết trơn, rất là nực nội, nóng cực kỳ luôn. Đang ngồi rửa chén vậy nè, đâu có nhìn du dơ cái gì đâu, tập trung vô cái đống chén của mình. Thì chị nghe nguyên cái hàng bạch đàn nó xào sạc mà nó ngã cùng một hướng vậy nè, giống như là có nguyên cái cơn gió rất là mạnh nó thổi làm sao làm lung lay nguyên cái hàng cây bạch đàn phía sau vậy đó. Chị mới nghĩ trong bụng, chị nói ủa lạ, giờ này đâu có gió mái gì đâu mà cái hàng cây bạch đàn nó kế bên chỗ của mình mà mình không hề cảm nhận có gió gì hết trơn á, tại sao á mà nó đung đưa qua lại kỳ vậy trời. Trời giờ đó cũng tối hù rồi, chị nhìn không có rõ đâu. Bởi vậy chị đâu có nghĩ là ma cỏ gì đâu, chị cũng ngồi chị rửa chén tiếp. Càng rửa một hồi á, thì chị nghe giống như là ở dưới đất nó phát ra cái âm thanh kiểu như là người ta đi dò không, người ta đạp lên những cái đống lá khô, nó kêu xào sạc lẹp xẹp đi gần tới chỗ của chị vậy nè. Ngay lúc đó thì một cái cảm giác quen thuộc nó lại hiện ra trong người của chị, đó chính là cái cảm giác mà cái tóc gáy của chị á, nó dựng lên vậy nè.
cái ót của chị nó rất là lạnh luôn. Mà chị nói nguyên cái xương sống của chị giống như là có nguyên cái luồng điện nó chạy từ dưới nó chạy lên vậy đó. Cái lỗ tai thì nó kêu lùng bùng gì nè, bị ù tai luôn mà. Y chang cảm giác mà mỗi lần chị đi thu phí chị bị người ta nhát trong nhà vệ sinh á. Thiệt ra là chỉ vô tình thôi. Chị nhìn ra một cái gốc cây bạch đằng á, chị thấy nguyên một cái ông đàn ông bự dữ lắm mà trắng tươi trắng nhách à. Ông trắng giống như là ông được nhúng vô trong một cái thùng nước sơn màu trắng vậy đó. Con mắt thì đỏ ngầu, cứ đưa con mắt mà nhìn trừng trừng vô cái chỗ của chị đang ngồi rửa chén vậy nè. Là chị biết rồi, thôi chị ớn quá, chị để đó rồi chị vô trong cái chỗ của chị luôn. Vậy là kể từ cái bữa đó chị cũng biết ở cái chỗ này có người ta rồi chứ phải là không. Tại vì toàn là mồ mả không à, sao mà tránh được cái chuyện này. Người ta hiện ra cho mình thấy mồm một vậy đó mà, rất là ghê luôn. Rồi qua bữa sau nữa, ngày hôm đó đó thì cái cặp vợ chồng mà bạn của chồng chị á, ăn cơm xong rồi người ta cũng xách cái chiếc xe hơi á để mà chạy ra ngoài cái khu vực kiểu như là chợ thị xã gì đó, ra đó mua đồ ăn để mà để dự trữ trong tủ lạnh. Chỉ còn hai vợ chồng của chị ngủ trong cái chợ này thôi hà. Khi đó cũng tối rồi mà cặp vợ chồng kia vẫn chưa có về. Nằm ở trong cái chợ này vậy nè, mà kiểu cái cửa cũng đơn sơ dữ lắm luôn, có cái màn kéo lại. Nằm ở đó nhưng mà chưa có ngủ, hai người mạnh ai nấy bấm điện thoại lướt Facebook gì đó. Đang nằm bấm điện thoại vậy đó thì chị không biết đó là cái anh chồng của chị ảnh có nghe giống chị hay không. Tại vì chị nghe ngay kế bên cái vách chòi của mình luôn, rất là nhiều những cái tiếng người ta đi đi bịch 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 gì nè, giống như nguyên một cái đoàn binh mà cả trăm người ta đi vậy đó, rất là đều đều rang từng bước một vậy đó. Chị nghe như vậy á, chị mới hết hồn. Chị nói ủa trời ơi, không lẽ bây giờ có người nào vô ăn cắp dịch của mình hả ta, trong khi dịch của mình á nó còn nhỏ xíu à, ăn cắp vậy làm cái gì. Phải chi mà dịch bự dịch lớn rồi á thì mình không nói. Thôi chị cũng kêu anh chồng của chị á, rồi đèn thử coi, nhìn qua ảnh á có ăn trộm đang ăn cắp hay không. Nhưng mà khi ảnh xẹt cái đèn qua đó anh coi á thì không hề có ai hết trơn luôn. Cái tiếng bước chân này nó im bặt, mà mấy con dịch nó cũng đang nằm ngủ ở bển, tới hai dạng con dịch lận. Vậy thì nguyên cái đoàn người hồi nãy là ai, đi rất là đều giống như là người ta đang duyệt binh vậy đó. Rồi thôi, hai vợ chồng cũng nằm xuống. Anh chồng của chị lúc này anh cũng ngủ rồi. Chị thì chị cũng đang nằm bấm điện thoại, nhưng mà chị quay cái mặt của chị vô trong cái vách á. Chị cũng nằm lướt lướt điện thoại hoài, tự nhiên chị thấy đằng phía sau lưng của chị một cái bóng người rất là bự. Người ta vừa dán cái màn người ta bước vô cái nhà này. Chị cứ nghĩ đâu đó là cái cặp vợ chồng kia nó đi mua đồ nó về rồi. Nhưng mà sao im ru à, không nghe tiếng mở cửa tủ lạnh, và đặc biệt là không hề nghe cái tiếng xe hơi nó vừa chạy tới. Ủa vậy là sao, cái người đó là ai? Chị cũng không có dám quay mặt lại luôn. Rồi thôi, chị ráng chị nằm chị chịu trận ở đó, kéo cái mền lại để cho người ta muốn làm gì người ta làm. Mà chị nói nghe, cứ đi ra đi vô đi qua đi lại vậy nè, giống như là người ta đang đứng gần cái giường của hai vợ chồng chị nằm vậy đó, rồi đi vô đi ra kiểm tra coi đã ngủ hay chưa. Chị ráng nằm hoài, đợi chừng nào mà cái cặp vợ chồng kia người ta về á, anh chồng của chị cũng thức dậy, chị mới kể cho anh nghe. Nhưng mà anh nín thinh à, kiểu như là anh biết, tuy nhiên bây giờ cũng đã lỡ mướn chỗ nuôi quá nhiều dịch rồi, không lẽ bây giờ vì cái chuyện mình sợ ma mà mình phải chuyển chỗ khác hay sao. Thôi kệ, ráng ở đi. Cũng bấm bụng ráng bám trụ ở lại thử coi mình có gỡ được cái vốn hay không. Nhưng mà chưa kịp đợi mấy con dịch nó lớn nữa, là hầu như ngày nào cũng tầm khoảng 9-10 con dịch nó chết, mà không biết lý do tại sao, không biết bị bệnh hay là vì một cái lý do nào khác. Mà tại vì nguyên cái bầy dịch mà gần cái hàng cái bạch đàn á, nó chết hoài luôn, đêm nào cũng chết. Ở vậy là hầu như ngày nào cũng như ngày nào, tầm khoảng 9-10 giờ đêm á, thì ảnh sẽ mang những con dịch mà nó chết á, đem ra ngoài cái chỗ vắng vắng á, để mà đào hố lên chôn bển. Mỗi lần đi đào á, thì ảnh cũng rủ chị đi không à, mà chị sợ gần chết đâu có dám đi đâu, ảnh phải rủ chị đi cho bằng được. Rồi cứ thế là nó chết hoài luôn, đâu biết phải làm gì. Trong khi đó thì chị thấy ma thấy quỷ nhiều quá, chị cũng sợ, không biết ảnh có thấy hay không. Nhưng mà ảnh mới nói với chị là thôi, bây giờ để cho hai vợ chồng của nó đứng đây nó làm đi, rồi nó mướn thêm nhân công gì đó nó cứ mướn. Còn vợ chồng của mình á, về Chiết Giang làm công ty đi, đừng có ở đây làm nữa, chứ ở đây làm không được. Khi mà quay trở về Chiết Giang để mà đi làm á, thì anh chị cũng làm trong một cái công ty nhựa dày. Công ty này chủ cũng là người quen với anh chồng luôn. Vô đó làm á, thì lương cũng khá là cao, công việc ổn định, làm rồi ăn ở ngay tại chỗ này luôn. Ở cái tầng dưới là cái tầng của xưởng, lên một cái tầng lầu nữa thì nhân viên ở trên đó. Mà chỉ nói nha, bước lên cầu thang á, nó sẽ có một cái dãy hành lang chính giữa, rồi hai bên là hai cái dãy phòng vậy nè. Ở cuối dãy hành lang này sẽ có những cái nhà vệ sinh, rồi có cả luôn những cái bếp á, cho nhân viên tự nấu đồ ăn ở trển. Sau vài ngày đi làm, chị mới phát hiện ra rằng có hai dãy phòng ở đối diện với nhau,
Mà cái dãy phòng bên phải hầu như là ai người ta cũng đeo một cái sợi dây chuyền màu đỏ, rồi có mặt Phật Quan Âm. Nhân viên nam nữ già trẻ gì ai cũng đeo hết trơn, chỉ riêng vợ chồng của chị là chưa có đeo thôi, tại vì vợ chồng của chị cũng ở phía bên đó, còn cái dãy phòng đối diện là không ai đeo hết. Thấy lạ quá trời đi thì chị cũng bắt đầu chị hỏi với người ta. Hên, chị thấy một cái bà chị kia, bà đang đứng dưới bếp, bà nấu ăn. Cái chị đó cũng đeo cái sợi chỉ đỏ. Thậm chí ông bà chủ đi ngang, người ta cũng đeo cái sợi dây chuyền này luôn. Chị hỏi xong thì cái chị đó bà định mở miệng bà nói rồi. Nhưng vô tình là cái bà chủ bà đi ngang, bà nhìn cái chị kia kiểu như là bà ra dấu đừng có kể cho con nhỏ này nghe. Thôi, cái chị kia bà cũng lắc đầu, bà không kể luôn. Người ta không muốn nói rồi thôi, chị cũng không có hỏi tới hỏi lui nữa, chị cũng ở làm việc như bình thường ha. Bởi vậy chị thấy có quá là nhiều những cái chuyện lạ xảy ra trong cái chỗ này luôn, đặc biệt là trong cái nhà vệ sinh ở cuối dãy á. Chị nói hầu như mỗi lần mà chị thức dậy sớm, chị vô đó chị đánh răng rửa mặt đó, chị vô chị đóng cái cửa phòng này lại, thì chị đứng ở đó chị nhìn vô kiến, chị có cảm giác giống như là có ai đang đứng phía sau lưng của chị để mà mở cái cửa, rồi kéo cái cửa đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô, làm vậy hoài luôn đó. Chị biết chắc chắn là cái chỗ này có ma, tại vì hầu như mỗi lần vậy đó là cái lỗ tai của chị nó lùng bùng gì nè, rồi cái xương sống của chị nó lạnh dữ lắm luôn, cực kỳ lạ. Mặc dầu chị không thấy ai hết nha, nhưng mà chị cảm nhận rất là rõ người ta đang đứng kế bên của chị để mà coi chị đang đánh răng hay làm cái gì. Rồi lâu lâu đi ngang chị sẽ nghe những cái cây lau nhà, những cây chổi dựng ở trọng á, nó sẽ rớt kẽn 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 rất âm âm vậy đó. Nhưng khi chị đưa cái đầu chị vô, chị chỉ nghe một cái làn gió nó phớt ngang cái mặt của chị thôi, giống như có ai vừa mới đi ra vậy đó. Trong khi những cái cây này nó không hề ngã gì hết. Do chị hỏi nhiều người, người ta không có tiện trả lời, cái chị mới nói với anh chồng của chị. Chị cũng hỏi vậy đó, chị nói ủa sao mà tôi thấy chỉ có hai vợ chồng của mình là không có đeo thôi, còn lại ai cũng đeo hết trơn, 12 phòng ai cũng đeo hết. Ảnh không trả lời gì hết, ảnh nói thôi chắc không có gì đâu. Tuy nhiên không biết ảnh thấy cái gì mà chỉ mới làm có được tháng trời à, ảnh kêu chị dọn đồ lẹ đi, đi chỗ khác làm, về Thượng Hải làm, chứ tôi không làm ở đây nữa. Mà cái tật của ảnh là vậy đó, ảnh thấy cái gì ảnh cũng không nói chị biết hết trơn á. Bởi vậy chị đâu có biết là ảnh có bị cái gì hay không. Chị cũng hỏi quá trời nhưng mà ảnh chỉ trả lời chị một câu thôi, cái chỗ này làm không được, phải đi liền đi, tao thấy là không có im rồi. Vậy rồi thôi, hai vợ chồng xin nghỉ làm, không còn làm ở đó nữa. Nhưng mà nghỉ làm xong rồi vẫn không biết cái chỗ này có bí mật gì mà người ta lại giấu mình, không muốn cho mình biết. Thiệt ra thì trong những câu chuyện này của chị á, người ta không có hiện mồm một cho chị thấy. Tuy nhiên chị cảm thấy rất là sợ, tại vì cái cảm giác mà người ta đứng gần chị á, chị cảm nhận quá là rõ đi. Cho tới khi mà quay trở về nhà của mình rồi, chị cũng làm ở một cái công ty gần nhà thôi. Nhưng mà chị nói những cái dấu hiệu giống như mình bị bỏ bùa nó lại có trong cái người của chị. Chị lại nhớ cái cảm giác cái lần mà chị bị té xe, chị bị người ta bỏ bùa đó. Theo như cái lời của cái người thầy dọc đường, người ta nói là phía bên nhà chồng của chị, người ta đang thư ếm chị rồi. Không biết tới bây giờ người ta còn ghét chị, còn thư ếm chị nữa hay không thì chị không có rõ nha. Nhưng mà cái cảm giác của chị nó kỳ cục dữ lắm luôn kìa. Nhiều đêm hai vợ chồng đang ngủ chung với nhau á, thì giống như có ai đè lại người ta bóp cổ của chị, không thể nào thở nổi được luôn. Mà hầu như cả ngày trời, chị không muốn làm gì hết, chị chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm lụng, không muốn ăn uống gì hết trơn á. Cái người nó cứ giả dự, nó cứ làm biến kiểu gì á. Rồi lâu lâu, chị có điện thoại về cho cháu của chị Việt Nam á. Mà cháu của chị mỗi lần điện thoại á, nó hay có cái tật chụp màn hình, chụp lén cái mặt của chị á. Cái nó gửi ngược cho chị coi, chị thấy sao mà cái mặt của mình dạo này á, nó tối hù, nó đang thù lùi à. Giống như là cái ấn đường của mình bị tối, kiểu như là bị duyên âm, bị người âm đang đi theo mình vậy đó. Kèm theo đó là những cái biểu hiện sao mà chị cứ quên đầu quên đuôi. Mới vừa nói đó là chị quên đó. Giống như cái lần mà chị gửi chuyện cho Duy á, chị phải ghi lại từng chữ, chứ không thôi là quên. Kỳ cục vậy đó. Cái bắt đầu lên mạng tìm hiểu thử coi những cái dấu hiệu bị dính bùa là gì. Hầu như chị thấy là dấu hiệu nào chị cũng có hết trơn. Thôi, chị bắt đầu tìm về Việt Nam á, để mà tìm thầy. Tìm qua mạng nha, chứ không phải là chị về Việt Nam đâu, tại vì chị chưa có đủ điều kiện để mà bay về. Cuối cùng thì chị cũng tìm được một cái người thầy ở Sóc Trăng. Người ta cần tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh của chị, rồi những cái biểu hiện của chị á, người ta làm online cho chị luôn, kiểu như là làm ở Sóc Trăng. Tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chị đang sống ở Trung Quốc, nó ngộ vậy đó. Sau khi làm phép bên nhà của thầy xong, thầy có kêu chị bây giờ ở bển mua trứng hột gà luộc lên rồi lăn khắp cái cơ thể của chị đi. Mà chị thấy nha, nếu mà chị không dính bùa thì tại sao cái trứng gà này nó rất là lạ. Nó lạ một chỗ là trong cái tròng đỏ của nó, khi mà luộc lên rồi á,
Chị mở ra, nó đen thùi lùi. Mà hầu như cái trồng đỏ nào cũng vậy, nó sẽ hiện lên những cái chấm đen á. Nhìn kỹ, nó y chang những cái đầu lâu luôn. Chị nói cái khoảng thời gian mà chị soạn những câu chuyện này chị gửi lại á, thì cái thời gian đó chị đang bị hành nặng nhất luôn đó. Ăn uống không biết no gì hết, mà cái bụng cứ chang bang hoài vậy nè. Thầy gọi Zalo, thầy thấy hình cái mặt của chị á, thầy nói thôi, tôi biết rồi, nặng quá trời nặng, để tôi làm cho. Cho tới hiện tại bây giờ thì cơ bản là chị khỏe, nhưng mà những cái dấu hiệu này á, nó vẫn còn âm ỉ trong người của chị, chứ chưa có dứt. Bởi vậy chị nói, 5-6 năm trời rồi, chị chưa có cơ hội về Việt Nam, nhưng mà một cái dấu chấm hỏi rất là lớn trong cuộc đời của chị, liệu rằng ai là cái người đã thương ếm chị? Chị có làm gì người ta mà người ta ghét chị tới mức độ vậy chứ? Nghe tới đây thì chúng ta cũng đã kết thúc những cái câu chuyện thật hay Duy được gửi lại từ chị gái quê ở An Giang. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.